Xin chào tất cả anh em, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Luận tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái Thái. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato xuống nhà anh, xem khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh như nào, các yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất nhà anh và cái quá trình làm việc khảo sát thiết kế của công ty chúng tôi tại khuôn viên nhà anh với những yếu tố liên quan để chúng tôi có thể thiết kế lên một cái ngôi nhà hợp lý, chính xác và vừa với ý của chủ nhà, đẹp với mọi người. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato ạ.